Không biết. Với này biết thì cái tuổi này nó cũng không ấy. Đây là con của Bruno và Sinia. Mai cho lên YouTube. Tên của em là Cuter Vom Gervi. Đàn 5 con chó con, nếu mà mọi người mà có thường xuyên theo dõi, em sống ở Thái Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Bây giờ này em 6 tháng rồi, hơn 6 tháng một chút rồi. Giống Siro 99%. Cho đến hiện tại bây giờ nó đang phát triển rất là hoàn hảo. Ở nhà thì gọi em là Ori. Thôi không trêu chị không thích chơi, cứ thích phá váy chị thế nào chị cũng quay lại, chị cũng lại choang cho cái. Thôi mi chơi với em một tí mà cũng không chịu chơi. Sao mi làm sao? Vướng chân vào váy à? Không gỡ được ra à? Không phải. Nào, cho nó hơi đứng về đằng trước, nhích lên về đằng trước một tí. Không có cái dây cỏ nào không? Không, đã có thành kiếm cái dây về mà kiếm đâu. Kiếm thì hôm nào không ấy bảo để nó gửi ra trên phòng khám về. Đây cho mọi người ngắm mặt của Cutea tí. Đây là ngày bé nào, đây là cái con mà có cái khuôn mặt đẹp nhất ở trong ba con cái, tức là nét. Tên là, đặt tên của em là Cuter. Dễ thương đấy. Cutea đấy. Thế bây giờ nó phát triển lên thì đúng như thế luôn. Cái khuôn mặt tuyệt vời. Nhìn có thấy giống, mọi người nhìn có thấy giống Siro không? Nó gọi giống 99%. Cho hai con mà đứng gần nhau thì sợ là mọi người sẽ không phân biệt được con nào với con nào. Đây là chủ nuôi Cuter đấy, ở nhà gọi nó là Ori. Này là cao lắm rồi, cũng là thuộc vào sẽ là con một con cái khung to đấy. Có cân không? Có theo dõi cân không? Đây 2 tuần 2 3. 2 tuần trước. Quan trọng là nó cao. Chân cẳng này, mọi người nhìn cái chân của con chó này. Chân trước nó khỏe, nó thẳng tắp và chân sau nó đứng rất vững. Đây là gặp Cutea ở dịp Tết. Ori gần đâu? Đây, Ori. Đây. Phải ấy một cái vòng cổ vào một cái dây xích, thỉnh thoảng dắt nó ra ngoài chơi cho nó quen. Không, tức là đấy là thế mới cần dây, là dắt nó ra để cho nó biết là nó sẽ cần phải đi gần mình. Chứ là nếu mà mình lúc nào mình tháo dây ra thì nó mới được phép, nó thích chạy đâu chơi thì chạy. Còn bình thường là mình phải dắt dây dù là cái chỗ không có người nhá, nhưng mình vẫn dắt dây là để cho nó quen với việc là cái con chó nó phải đi gần chủ, kiểu như thế. Chứ còn nếu không thả ra nó chạy bạt mạng, thỉnh thoảng nó ngoái lại nó nhìn chủ. Không, cái vòng cổ phải có cái vòng chuyên của nó, vòng chuyên và dây chuyên. Này mọi người nhìn thấy cái có thấy cái chai sữa tắm của nó để kia không? Đây là được tắm để chơi Tết đấy. Cho mọi người nhìn gần cái bộ khung của nó.
bọn này á, bọn này là bản năng của nó là bọn chăn trâu bò mà. Thằng trâu hả? Tưởng là con này mà dắt ra ngoài đường nó thấy bò nó ra lùa đấy. Vâng. Mà với bọn chó cái này thì đỡ nha, nhưng mà nếu mà với bọn chó đực nha, mà nó gặp bê con là cẩn thận, là trêu mà nó lùa bê mà bê không nghe là nó ra mà nó cắn đuôi nó lôi. Trước có một thằng cô em ở Quảng Trị mà nó bắt một con mà cuối cùng nó phải đền mất 18 triệu cái con bê con đấy, mà cắn sứt mẹ đuôi con bê của người ta bắt đền. À, cắn rách tai chứ, người ta bắt đền. Trời mẹ bộ chân là nuôi, đúng là nuôi nuôi chó không ở đâu sướng bằng nuôi ở nông thôn là sướng nhất, và con chó nó được thả thoải mái. Nhìn cái bộ khung gọng của con chó, mọi người nhìn chó nuôi ở nước ngoài cũng còn đang thua xa, chứ không phải là so gì, so thẳng với lại chó nuôi ở nước ngoài luôn. Con của Bruno và Sinia Cuter, đàn chó 5 con. Gọi là hàng đắt tiền, nó có giá của hàng đắt tiền đấy. Đây, mọi người nhìn nó có xứng đáng. Các bạn mà xem thì các bạn sẽ thấy nó xứng đáng thôi. Xứng đáng với để đồng tiền bát gạo. Ở Việt Nam là mua được những con chó rất là rẻ, với chất lượng tốt và với giá rất rẻ. Cuter, Ori, đang hóng trẻ con. Thôi. Alo. Chắc cho đạt ạ. Dạ. Ơi. Ở ngoài. Đây. Mà ở ngoài nó sẽ ở ngoài ngay. Chỉ chơi ở ngoài sân thôi. Ngày nào cũng được ra ngoài đường chơi. Về đi, về ngoài đi. Đi về đi. Đi về. Về nhà nhanh. Đi về. Thấy chủ còn đang đứng ngoài sân. Tưởng hóng là còn đang muốn hóng đi chơi. Đang muốn đi chơi ấy. Thì đương nhiên là muốn đi chơi rồi. Chủ ra ngoài là ra ngoài hóng.